Kỳ Tư Thanh mơ mơ màng màng lúc đó, thật giống như nghe được thanh âm gì. Vận mạng nắm giữ, ta truyền nhân, ngươi mệt mỏi, tới ta nơi này, ta ban cho ngươi ngọn lửa ấm áp. Một đạo ôn nhu và ái giọng nữ, như từ bi thánh mẫu vậy, truyền tới Kỳ Tư Thanh trong lỗ tai. Kỳ Tư Thanh mơ màng trầm trầm lúc đó, nghe được cái này thanh âm, chỉ cảm thấy trở lại mẫu thân trong ngực, cả người vô cùng thoải mái. Rồi sau đó, nàng dọc theo đạo thanh âm này phát ra phương hướng, bỏ qua. Ai yêu? Hạ Nhược Tuyết phát ra thét chói tai, nàng liền thấy nàng trong ngực Kỳ Tư Thanh, đột nhiên nhập ma vậy, tránh thoát nàng trong ngực, từ Minh Nguyệt Thiên Thư trên nhảy xuống, rơi vào phía dưới vực sâu vô tận bên trong. Cái này một tí nổi lên biến cố, Ngụy Dĩnh cũng là phát ra một tiếng thét chói tai. Phạm Tinh Nghiên và rất nhiều luân hồi trận doanh các đệ tử, hoảng sợ kinh ngạc, như bị sét đánh. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Kỳ Tư Thanh lại đột nhiên nhảy xuống vực sâu. Vực sâu hắc ám mờ mịt, như thế nhảy xuống, nơi nào còn có mạng sống cơ hội. Ở đà kích khổng lồ dưới, Hạ Nhược Tuyết chảy xuống nước mắt, thân thể phát run, hoàn toàn hoảng hồn, không biết như thế nào cho phải. Nếu là Kỳ Tư Thanh chết, Diệp Thần chất vấn lên, nàng trả lời như thế nào? Lúc này, chiến trường bên trong, rối loạn thoáng lắng xuống. Đầy đất chảy nham thạch nóng chảy, bể tan tành mặt đất, chứng kiến mới vừa chiến đấu kịch liệt. Kiếm Môn trận doanh và Vạn Khư trận doanh, chia hai phái, mỗi người bảo vệ mình lãnh chúa. Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, hiện tại đều là yếu ớt sắp chết, tùy tiện một cái tán tu võ giả, đều có thể giết chết bọn họ. Nhưng, tình hồn lại tán tu những người dự thi, lại không có người bất kỳ, dám có nghĩ không an phận. Bọn họ chỉ là kinh hoàng, sợ hãi Vạn Khư cùng Kiếm Môn uy nghiêm. Luân hồi, Vạn Khư, Kiếm Môn ba đại trận doanh, lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng là đại bại câu tổn thương, không có người nào chiếm được chỗ tốt. Nhưng dù vậy, tán tu người dự thi bên này, cũng không có ai dám làm bậy. Bọn họ cuối cùng không có thống nhất trận doanh, cũng không dám qua loa động tác, vạn nhất sau này bị Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên trả thù, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ bất quá, Luân Hồi, Vạn Khư, Kiếm Môn tam phương tổn thương nặng, đối thông thường người dự thi mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Điều này đại biểu, bọn họ những thứ này tán tu, cũng có đoạt cúp cơ hội. Đây là, bầu trời sấm sét chấn động, tử hoàng chói lọi nhô lên, truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm. Đó là tử hoàng tiên cung trưởng giáo, đạo đức thiên tôn thanh âm. Các vị, bởi vì tình huống chiến đấu thay đổi, đang tiến hành thái thượng công đức chiến, đem ở 7 ngày sau kết thúc thanh toán. Xin tất cả người dự thi, ở còn lại 7 ngày thời gian bên trong, tranh thủ săn được tử hoàng thần hỏa. 7 ngày sau, ai thần hỏa trị số cao nhất, người đó chính là đang tiến hành công đức chiến hạng nhất. Uy nghiêm thanh âm, truyền khắp chiến trường. Tất cả những người dự thi, đặc biệt là tán tu người dự thi, trong lòng đại hỉ. Hiện tại luân hồi trận doanh người, toàn bộ bỏ chạy khu thứ 5, mà Vạn Khư và Kiếm Môn trận doanh, thủ lãnh yếu ớt sắp chết, nói cách khác, ba ngọn núi lớn cũng bị mất. Bọn họ những thứ này thông thường người dự thi, đoạt cúp hy vọng thật to tăng lên. Cái này phiến công đức khu yêu thú và quái vật, mới vừa bị Thiên Hoàng Cổ Trung và Nhân Hoàng Thánh Đao đánh vào, cũng là đổi được yếu ớt hèn nhát, lên săn giết vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Hạng nhất là thuộc về chúng ta. Tán tu người dự thi bên này, người người hoan hô, sau đó rối rít rời đi. Vạn Khư trận doanh và Kiếm Môn trận doanh các đệ tử, đều là ngưng trọng, ánh mắt nhìn về nhà mình lãnh chúa. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần, đều là ngồi xếp bằng trên đất, yên lặng điều tức khôi phục. So với đoạt cúp, bọn họ quan tâm hơn, là mình sinh mạng. Bầu trời kim bảng, hai người hạng nhất gần trước. Còn như Diệp Thần, còn có luân hồi trận doanh người, tên chữ chính là biến mất. Bởi vì đánh rơi đến khu thứ 5, hơi thở khép kín, thần hỏa trị số, không cách nào hình chiếu đến trên thiên bảng. Nhưng Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần đều biết, Diệp Thần tên chữ tùy biến mất, người nhưng không nhất định sẽ chết. Luân hồi khí vận, không cách nào tưởng tượng bằng bạc. So với Diệp Thần, ngược lại là bọn họ hai cái, còn có rơi xuống nguy hiểm. Khu thứ 5 bên trong, hắc ám tràn ngập, không thấy hết minh. Ở một phiến bóng tối hỗn độn trong hư không, một đạo lãnh đạm thanh niên bóng người, cả người máu tươi đầm đìa, bị thương nghiêm trọng. Như thi thể vậy trôi lơ lửng trên không trung. Tay của thanh niên chỉ,
bỗng nhiên động một tí, hắn lúc đầu còn sống, cũng không phải là thi thể. Cái này người thanh niên, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Như Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sở liệu, Diệp Thần quả nhiên còn chưa có chết, chỉ là trọng thương nghiêm trọng. Mượn dùng Thánh Quang Tiên Đế lực lượng, lại vận dụng Nhân Hoàng Thánh Đao, Diệp Thần cơ hồ đem cả người huyết mạch lực lượng, cũng hút hết. Hắn yếu ớt tỉnh lại, nhìn chung quanh bóng tối hư không, cũng biết mình đánh rơi đến khu thứ 5. Cảm thụ một tí luân hồi mộ địa, nhưng tiếc rằng phát hiện, Thánh Quang Tiên Đế liên tục mượn lực cho Diệp Thần, trực tiếp rơi vào yếu ớt, tạm thời ngủ say ở mộ bia trong. Diệp Thần trên mình, còn chứa đựng mấy ngàn đạo tử hoàng thần hỏa, nếu như dùng để chữa thương, nhất định có thể phát huy kỳ hiệu. Đáng tiếc, hiện tại Thánh Quang Tiên Đế ngủ say, cũng không có người là Diệp Thần tẩy rửa quán đỉnh. Nơi này chính là khu thứ 5 sao. Ta thương thế rất nghiêm trọng. Nhưng, chỉ cần ta không chết, hết thảy đều có nghịch chuyển cơ hội. Diệp Thần vùng vẫy đứng dậy, một chút linh quang từ trong cơ thể phóng thích, cấu trúc thế giới vũ trụ, thành lập quy luật, ở nơi này phiến hắc ám hỗn độn trong vực sâu, miễn cưỡng xây dựng ra một cái thế giới nhỏ, dùng làm nương thân. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy cái này phiến hư vô khu, tựa hồ và hỏa thần có liên quan, bởi vì hắn cảm thấy mồi lửa hơi thở, so ngoại giới nồng nặc rất nhiều. Hắn đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa, cũng mơ hồ cùng chỗ sâu ngọn lửa hơi thở đồng tình. Diệp Thần ngồi xếp bằng, bát quái thiên đan thuật vận chuyển, nhưng phát hiện hiệu quả quá nhỏ. Hắn liền Nhân Hoàng Thánh Đao cũng rút ra, thân thể cắn trả nghiêm trọng, phổ thông thủ đoạn đã không cách nào chữa trị. Thật may có đạo linh lửa và thánh thiên thần hỏa bảo vệ, Diệp Thần thương thế không có nghiêm trọng đi nữa đi xuống. Chỉ là như thế kéo, hắn là tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn, trừ phi có thể lần nữa đạt được tử hoàng thần hỏa tẩy rửa quán đỉnh. Muốn để cho tử hoàng quán đỉnh khôi phục thương thế sao? Đây là, hoàng lão bóng người, từ luân hồi mộ địa bên trong bay ra, mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói. Hoàng lão, người vậy nắm giữ tẩy rửa quán đỉnh thủ đoạn. Diệp Thần thấy hoàng lão xuất hiện, nhất thời đại hỉ. Hoàng lão nhưng là lạnh lùng, nói, người muốn tẩy rửa quán đỉnh, ta có thể miễn cưỡng giúp ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Diệp Thần nói, chuyện gì? Hoàng lão giọng lạnh lùng nói, người nếu đã quyết định, cùng tử thần giáo đoàn đánh một trận, như vậy, sau này thì không cần nương tay, làm việc phải làm tuyệt. Diệp Thần sửng sốt một chút, hỏi, người lời này là ý gì? Hoàng lão nói, không có ý gì, chỉ là xin khuyên ngươi một câu, không muốn cái lòng nhân từ của đàn bà thôi. Diệp Thần nói, ta lại tại sao có thể có cái lòng nhân từ của đàn bà? Hoàng lão cười lạnh một tiếng, nói tử thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, biệt hiệu ma nữ, chính là võ tổ đã từng là hồng nhan chi kỷ, tẩy nhan thiên tử. Ta sợ ngươi đến lúc đó, đối mặt ma nữ, cho dù có giết nàng thực lực và cơ hội, ngươi cũng bỏ không được giết nàng. Diệp Thần giật mình. Ở tử thần giáo đoàn bên trong, ma nữ thực lực mạnh nhất, đứng sau giáo chủ, thân phận vậy đặc biệt nhất, là đã từng võ tổ hồng nhan chi kỷ. Diệp Thần nghe được hoàng lão lời này, trong sâu thẳm, tựa hồ vậy dò ngó thấy tương lai thiên cơ. Ở tương lai thời gian tuyến bên trong, hắn có một nửa có thể, phải bị ma nữ giết chết. Còn có một nửa kia có thể, chính là hắn đánh bại ma nữ. Mà ở đánh bại ma nữ thời gian tuyến bên trong, hắn hơn phân nửa là đem ma nữ thả, không có hoàn toàn tiêu diệt. Dẫu sao, ma nữ thân phận quá đặc thù. Xem ở võ tổ phân thượng, Diệp Thần cũng sẽ không hạ tử thủ. Hoàng lão nói, ta muốn chuyện người đáp ứng tình, liền là bất kể hết thảy. Giết chết ma nữ, không nên nương tay, nếu không, chính ngươi phải chết, ta cũng có thể bị ngươi hại chết. Hoàng lão không ngừng bấm ngón tay, hiển nhiên cũng là dòm ngó gặp được tương lai vô số cát hung phúc họa, hơn nữa thật giống như còn so Diệp Thần xem được xa hơn. Ma nữ, phải chết. Cái đó ma nữ, nếu như bỏ qua cho, đối hắn mà nói, tuyệt đối là một cái đáng sợ tai họa ngầm. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chớp động. Trong lòng suy tư một phen, nói. Nếu như vậy ma nữ u mê không tỉnh, từ đầu đến cuối muốn là tử thần giáo đoàn cống hiến, không chịu quay đầu, vậy ta nhất định sẽ giết nàng. Diệp Thần cũng không phải cái gì người không quả quyết, hắn không biết mình tương lai, làm sao sẽ nhiều lần thả qua ma nữ. Hắn chỉ biết là, nếu như ma nữ thật không chịu quay đầu, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua, dẫu sao là kẻ địch. Coi như ma nữ là võ tổ hồng nhan chi kỷ.
dẫu sao đã rơi vào hắc ám, không cách nào cứu vãn nói, vẫn là thừa dịp còn sớm giết chết cho thỏa đáng. Dĩ nhiên, lấy Diệp Thần thời khắc này thực lực, là tuyệt đối không thể nào đối kháng ma nữ. Đừng nói ma nữ, liền liền vậy thứ sáu tiệc hoàng hôn cự nhân, Diệp Thần cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Mà ma nữ thực lực, so với hoàng hôn cự nhân, còn cường hãn hơn gấp vạn lần. Thật may, ở chân lý quy luật dưới ảnh hưởng, ma nữ uy nghiêm, cũng không khả năng hạ xuống đến thế giới hiện thật. Diệp Thần còn có trưởng thành cơ hội. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin bước vào không không lúc nào không, vượt qua ma nữ. Hoàng lão thấy Diệp Thần trong ánh mắt vẻ ác liệt, vui vẻ yên tâm mỉm cười gật đầu, nói, rất tốt, ngươi có phần này quyết tâm, cuối cùng ta không có nhìn lầm ngươi. Tử hoàng lửa lấy ra đi, ta vì ngươi tẩy rửa quán đỉnh, giúp ngươi chữa thương. Diệp Thần đại hỉ, nói, Lập tức, Diệp Thần đem tất cả tử hoàng thần hỏa, toàn bộ sử dụng. Hoàng lão vung tay lên, mấy ngàn đạo tử hoàng thần hỏa, đóng dấu toàn bộ phá vỡ. Lăn lăn ngọn lửa năng lượng hội tụ vào một chỗ, tất cả bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Thần năng lượng hỏa dưới vào, Diệp Thần nhất thời cảm thấy mình thân thể, lấy được năng lượng to lớn bồi bổ. Bị thương thân thể, đang nhanh chóng khôi phục. Yếu ớt nguyên khí, cũng là nhanh chóng khôi phục. Chỉ qua không tới 2 tiếng, yếu ớt bị thương Diệp Thần, liền hoàn toàn khôi phục đỉnh cấp, đổi được long tinh hổ mãnh, thần thái sáng láng. Hoàng lão, đa tạ. Khôi phục như cũ Diệp Thần, ngạc nhiên mừng rỡ hướng hoàng lão nói cảm ơn. Hoàng lão ha ha cười một tiếng, nói, không cần cảm ơn ta, cái này là tử hoàng tiên cung mồi lửa lợi hại thôi, hơn nữa hiện tại trên mình ngươi, một đóa thần hỏa cũng không có, ngươi muốn đoạt cúc vậy nằm mộng, cũng đừng trách ta, đây là ngươi lựa chọn. Dứt lời, hoàng lão bóng người, liền lần nữa trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi. Diệp Thần sửng sốt một chút. Cũng là cảm thấy trong cơ thể trống trơn như vậy, một đóa tử hoàng lửa cũng không có. Hắn thần hỏa trị số, hoàn toàn quay về không. Xem ra, ta là không thể nào đoạt cúp. Diệp Thần cười khổ một tí, cái này giới thái thượng công đức chiến, hắn thu hoạch cơ duyên vô cùng nhiều, thật ra thì đoạt không đoạt cúp, đối hắn mà nói, cũng không sao cả. Nhưng vì thái thượng thiên nữ, vì ma đế, cái này hạng nhất, hắn phải bắt vào tay bên trong. Chữa trị thái thượng thiên nữ đan dược, lọc sạch ma đế hồn trồng thần vật, đều phải muốn đoạt quan, mới có thể bắt được. Thôi, còn có 7 ngày thời gian, ta còn có cơ hội. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm giác được thiên cơ thay đổi, biết 7 ngày sau, thái thượng công đức chiến thì phải hoàn toàn kết thúc. Hắn còn có 7 ngày thời gian, chỉ phải rời khỏi cái này phiến hư vô khu, hồi đi ra bên ngoài, cướp đoạt người khác thần hỏa, hắn còn có cơ hội lên đỉnh. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần, các ngươi hẳn đều phải chết chứ. Xem ra cười đến cuối cùng người, vẫn là ta. Diệp Thần khóe miệng nở một nụ cười, hắn hiện tại thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thiên cơ cảm ứng dưới, nhưng cảm thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần hơi thở, đặc biệt suy bại, thậm chí sắp gặp tử vong. Hiển nhiên, ở trước đó chiến đấu bên trong, hay bởi vì đối kháng hắn, cũng là trả giá giá cực lớn. Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Tư Thanh. Trở về bên người ta đi. Ta không sao. Diệp Thần luân hồi huyết mạch chấn động, truyền ra ý chí, kêu gọi Hạ Nhược Tuyết các người. Hắn có thể cảm giác được, Hạ Nhược Tuyết các nàng vậy tiến vào khu thứ 5. Khu thứ 5 quy luật băng diệt, thế giới tan rã bể, hắc ám khí tức nảy sinh, vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng không muốn Hạ Nhược Tuyết các nàng xảy ra chuyện, chỉ muốn mau sớm kêu gọi các nàng tới đây. Ở Diệp Thần ý chí mới vừa truyền ra sau đó, chung quanh trong bóng tối, liền truyền ra từng đạo trầm thấp tiếng gào, không hề thiếu quái vật, tựa hồ bị kinh động. Tất cả vặn vẹo quái vật, từ hắc ám thâm uyên bên trong bò ra ngoài, mang to lớn bóng mờ, hướng Diệp Thần tập sát tới. Một đám nghiệt chướng, cần gì phải chọc ta? Diệp Thần ánh mắt hờ hững, rút ra thần hy thiên kiếm, thần thánh kiếm quang lăn lăn như nước thủy triều, dễ như bỡn vậy. Đem những cái kia bóng tối quái vật cùng bóng mờ, toàn bộ tiêu diệt, thậm chí rất miễn cưỡng mở ra một tòa quang minh thánh đường, trấn áp hắc ám. Hiện tại Diệp Thần thực lực, là càng ngày càng lớn mạnh, tuy nói chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 8, nhưng bàn về tổng hợp sức chiến đấu, cũng có thể vào một ít nhỏ yếu vô lượng cảnh bên trong hậu kỳ cường giả đụng vừa đụng. Ý chí truyền ra sau đó, để cho Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, là hắn đợi chừng một ngày,
mới đến khi Hạ Nhược Tuyết các nàng tới đây. Xem ra cái này phiến khu thứ 5, thiên cơ phong tỏa phải trả là thật lợi hại, cho dù là luân hồi ý chí, truyền vậy cần thời gian. Ước chừng là một ngày sau, Hạ Nhược Tuyết các nàng mới chạy tới. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên ba phụ nữ, mang luân hồi trận doanh các cường giả, hạ xuống. Nơi này là... Hạ Nhược Tuyết ngơ ngác nhìn chung quanh cảnh tượng, chỉ gặp ở nơi này phiến hắc ám thâm uyên bên trong, Diệp Thần cấu trúc ra một cái yên lặng thế giới nhỏ, một tòa thật to quang minh thánh đường, đem chung quanh tất cả hắc ám, cũng vững vàng áp chế, mang cho người an ổn, quang minh hơi thở. Nhược Tuyết, các ngươi tới. Nơi này là ta tạm thời chế tạo thế giới nhỏ, có ta ở chỗ này, không có bất kỳ hắc ám, có thể tổn thương các ngươi. Diệp Thần thấy Hạ Nhược Tuyết các nàng tới, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ, đi lên ôm chầm đoàn tụ. Hạ Nhược Tuyết các nàng cũng là mừng rỡ, cùng Diệp Thần ôm nhau. Diệp Thần, người thương thế đều tốt. Hạ Nhược Tuyết rất là giật mình, vuốt ve Diệp Thần ngực, có thể cảm nhận được bên trong dâng trào lực lượng, không có một chút bị thương suy đổi hình dáng. Diệp Thần cười nói, ta không sao, ta có đại khí vận, chính là một cái vũ hoàng ngạo tuyết, còn giết không chết ta. Dừng một chút, hắn đảo mắt nhìn một vòng, không gặp Kỳ Tư Thanh, nhướng mày một cái, hỏi, Tư Thanh đâu? Hạ Nhược Tuyết muốn nói lại thôi, chán nản nói, Tư Thanh nàng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bấm ngón tay tính toán, nhất thời dò ngó thấy tất cả thiên cơ, nói, không có sao, Tư Thanh nàng còn sống, ta có thể bắt được nàng hơi thở, chúng ta đi tìm nàng trở về. Trong sâu thẳm, Diệp Thần vậy cảm ứng được Kỳ Tư Thanh hơi thở, tuy mờ ảo không chừng, nhưng cũng không có vẫn diệt. Kỳ Tư Thanh còn sống. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn đám người lên đường, đi tìm Kỳ Tư Thanh. Lúc này Kỳ Tư Thanh, nửa tỉnh nửa mê, trôi lơ lửng ở vô biên vô tận hắc ám thâm uyên bên trong, không hôm nay ngày. Hắc ám bên trong, có vô số quỷ vật giết ra, muốn tổn thương nàng. Nhưng, làm những quỷ kia vật, đến gần bên người nàng thời điểm, liền bị một cổ vô hình ngọn lửa năng lượng, hoàn toàn đánh lui ra. Có chút quỷ vật, thậm chí trực tiếp bị bốc hơi thành hư không. Thật giống như có cái gì vĩ đại lực lượng, bảo vệ được Kỳ Tư Thanh vậy. Vận mạng nắm giữ, ta tín đồ, người tới. Mơ màng trầm trầm bên trong, Kỳ Tư Thanh nghe được một hồi thanh âm ôn nhu. Nàng mở mắt ra, phát hiện chung quanh hắc ám khí tức, đang nhanh chóng thối lui. Hư vô thời không, xuất hiện vững chắc quy luật. Từng luồng tiên hy linh khí, dần dần diễn hóa ra liền một phiến tiên cảnh vậy thế giới, sơn thanh thủy tú, tiên hạc bay lượn, mây trôi phiêu động. Ở nơi này phiến tiên cảnh thế giới ra, chính là vô biên vô tận hắc ám thâm uyên, mười phần kỳ dị. Một cái phong hoa tuyệt đại, thân mặc quần áo đỏ cô gái, trôi giạt đứng ở một tòa thác nước phách núi đỉnh, quần áo theo gió phiêu lãng, tư thế oai hùng hiên ngang. Cô gái ngắm nhìn Kỳ Tư Thanh, ánh mắt mang theo vô hạn ôn nhu cùng chiếu cố. Kỳ Tư Thanh ngẩn ngơ, nàng cảm thấy mình yếu ớt nguyên khí, đang nhanh chóng khôi phục, tinh thần cũng là phấn chấn rất nhiều. Ngươi là, Hỏa Thần Thiên Tôn, Tô Nghê Thường tiền bối. Kỳ Tư Thanh ngơ ngác nhìn cái đó cô gái đầu đỏ, cơ hồ là ngay tức thì liền nhận ra, đó là trong truyền thuyết Hỏa Thần Thiên Tôn, chín thần một trong, tên là Tô Nghê Thường. Nàng đã từng một giọt hỏa thần máu, đã sớm dòm ngó gặp qua Hỏa Thần Thiên Tôn hình dáng, chỉ là thiên cơ mong manh, không cách nào câu thông thôi. Hiện tại ở nơi này phiến hư vô khu, rốt cục thì gặp được chân chính Hỏa Thần Thiên Tôn. Hỏa Thần Thiên Tôn Tô Nghê Thường bóng người, mơ hồ, cũng không phải là chân thân. Nàng chân thân, đã sớm bị Đạo Đức Thiên Tôn giết chết, liền hài cốt đều bị đúc tạo thành mồi lửa đồ đựng. Nàng đạo thân ảnh này, chỉ là một chút còn sót lại ý chí hiển hóa thôi. Không không thời không thần minh, cực kỳ mạnh mẽ, coi như bị giết chết, ý chí cũng là vĩnh hằng bất diệt. Thần của ta máu, có thể bị ngươi thừa kế, là ta vinh hạnh. Hỏa Thần Tô Nghê Thường, ngự gió nhẹ nhàng tới đây, rơi vào Kỳ Tư Thanh bên người, ánh mắt mê ly, ôn nhu khẽ vuốt ve gò má mặt nàng. Kỳ Tư Thanh chỉ cảm thấy cả người thoải mái, giống như lấy được vĩ đại thần linh chúc phúc, tất cả hao tổn nguyên khí, cũng đang nhanh chóng khôi phục, thương thế cũng là phục hồi như cũ. Nhưng, ngươi lực lượng, còn chưa đủ mạnh, ta chuẩn bị đem ta chọn đời đạo thống, truyền thụ cho ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Tô Nghê Thường ngắm nhìn nàng, hỏi. Ta nguyện ý. Kỳ Tư Thanh cơ hồ không chút do dự nào,
lập tức đáp ứng. Hỏa thần thiên tôn đạo thống, nếu như có thể toàn bộ thừa kế mà nói, nàng lực lượng, tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Rất tốt. Tô Nghê Thường gật đầu, Tiêm vung tay lên, một màn hình nổi lên. Hình ảnh bên trong, thiêu đốt một đạo mồi lửa. Đó là thế giới hiện thật, nhất là nồng cốt mồi lửa nguyên. Chuyên chở mồi lửa nguyên, là một cái cốt chất đồ đựng, đó chính là nàng hài cốt đúc thành. Ta đạo thống, cũng khắc ở ta hài cốt phía trên, người thật tốt học hỏi, để tâm lĩnh ngộ. Tô Nghê Thường nói, Kỷ Tư Thanh ánh mắt đông lại một cái, nhìn cái đó cốt chất đồ đựng, liền thấy vậy xương trắng đồ đựng phía trên, khắc ấn từng đạo thật nhỏ ký tự, đều là vô cùng cổ xưa thần thông bí quyết, mênh mông vô biên, khoáng đạt mạnh mẽ. Hỏa thần thiên tôn đạo Pháp, tổng cộng có 70 cổng trong, gọi là hỏa thần 70 nhị bí ký, có Chu Tước Vũ, Phượng Hoàng Minh, Đại Nhật Hỏa Hoạn, Viêm Trúc Bảo Vệ, Bát Cực Hỏa Thần nói, lửa cháy mạnh giới hạn, vạn hoàng hướng lên trời, xích viêm đồng vân. Vân, Kỷ Tư Thanh học hỏi vậy xương trắng đổ đựng, yên lặng lĩnh ngộ trước, nhưng chỉ qua được một hồi, liền cảm thấy đầu phát đau, cả người run sợ, thật giống như có một cổ bất tường hơi thở, muốn xâm nhập tim phổi vậy. Vậy xương trắng đổ đựng, là dùng Tô Nghê Thường hài cốt đúc thành. Học hỏi đồ đựng, ngang hàng là nhìn thẳng thần linh thi hài, là đại bất kính cử động, rất dễ dàng dính không rõ. Người có thần của ta máu, chú ý vận dụng, liền sẽ không dính không rõ. Tô Nghê Thường nói, Kỷ Tư Thanh chấn định tâm thần, vận chuyển trong cơ thể một giọt hỏa thần máu, lại đi xem vậy xương trắng đồ đựng, quả nhiên cũng chưa có khó chịu cảm giác. Nàng tính hạ tâm lai, tiếp tục học hỏi lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, Diệp Thần đang dẫn người tìm Kỷ Tư Thanh. Hắn mơ hồ tới giữa, đã bắt được Kỷ Tư Thanh tọa độ, liền dọc theo tọa độ phương hướng, một đường bay vút đi. Hống! Nửa đường trên, có mấy đầu hắc ám quái vật, từ cạnh giết ra, dương nanh múa vuốt, muốn tập kích Diệp Thần. Thần hy tam phá! Diệp Thần vung ra thần hy thiên kiếm, trên thân kiếm thần quang bạo dũng, như nước thủy triều như biển, kiếm quang lăn lăn, suy đích một tiếng, liền đem những cái kia hắc ám quái vật giết chết. Những cái kia hắc ám quái vật vẫn diệt sau đó, có một từng đạo thần hỏa, rơi ra ngoài. Khu thứ 5 quái vật, cũng có đánh mất thần hỏa có thể, thậm chí số lượng còn không thiếu. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đem những thần kia lửa toàn bộ thu, nội tâm âm thầm thầm thì. Nếu như khu thứ 5 quái vật, cũng có thể đánh mất thần hỏa nói, hắn có thể cũng không cần đi bên ngoài, cùng người khác vật lộn chém giết. Diệt giết hắc ám quái vật, có thể tăng lên đối kháng bóng tối năng lực, chui luyện hiệu quả cao hơn. Diệp Thần, ngươi xem. Chánh hành vào lúc đó, Hạ Nhược Tuyết đột nhiên kéo kéo Diệp Thần quần áo, chỉ hướng phía trước. Diệp Thần đi về trước vừa thấy, nhưng gặp ở vô biên hắc ám trong hư không, đứng vững vàng một tòa hùng vĩ đại điện. Vậy ngôi đại điện, thấm ra cổ xưa trầm hậu hơi thở. Làm Diệp Thần ánh mắt, nhìn vậy ngôi đại điện hơi thở, hắn võ tổ đạo tâm, thậm chí đều ở đây nguy nga rung động. Ồ, tòa đại điện này, tại sao có thể có võ tổ sư tôn hơi thở? Chẳng lẽ nói, năm đó đại tai biến, cũng cùng võ tổ sư tôn có liên quan? Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, liền dẫn Hạ Nhược Tuyết các người, đi vậy đại điện bay đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần đám người khóa vực hắc ám, tới đến đại điện trước. Đại điện hùng vĩ phong cách cổ xưa, phía trên treo một tấm bảng, in tổ điện hai chữ. Tổ điện phía trên, một phiến hắc ám, nhưng cũng không phải là quỷ bí hắc ám, mà là một phiến màn đêm tinh không, tô điểm tinh thần, lưu chuyển hồng mông hơi thở, lại là hồng mông đại tinh không. Quả nhiên là võ tổ sư tôn hơi thở. Diệp Thần hết sức kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Hạ Nhược Tuyết các nàng, nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi vào xem. Hạ Nhược Tuyết muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Chỗ tòa này tổ điện chung quanh, khắp nơi tràn ngập mãnh liệt võ đạo uy áp, từ mang cấm chế. Thỉnh thoảng có hắc ám quái vật, muốn đến gần tổ điện, lập tức gặp phải cấm chế nghiền ép, sống sờ sờ hóa thành bụi bẩm, tiếng kêu thảm thiết làm người ta sợ hãi. Đám người một hồi run rẩy, đều là sau lui ra. Chỉ có Diệp Thần, từng bước đến gần. Hạ Nhược Tuyết các nàng, ánh mắt vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Thần. Nhưng gặp Diệp Thần đến gần tổ điện, cũng không có gặp phải bất kỳ cấm chế công kích. Ngược lại, tòa kia tổ điện, tràn ra một cổ sáng chói ánh sao, bao phủ ở Diệp Thần, hình như là bảo vệ vậy.
Diệp Thần đẩy ra tổ điện cửa, sải bước đạp đi vào. Oanh! Diệp Thần tiến vào tổ đoạn hậu, cửa chính là ở sau lưng hắn đóng cửa. Hạ Nhược Tuyết các người, vậy không thấy được bên trong lai lịch, chỉ có thể khẩn trương chờ. Diệp Thần bước vào tổ điện, liền thấy trước mắt là một tòa rộng lớn hùng vĩ cung điện. Trong điện đường ương, đứng sừng sững một pho tượng, là một người cô gái. Nhìn kỹ lại, đó lại là Tẩy Nhan tiên tử pho tượng. Pho tượng là ngọc thạch mài rũa, trông rất sống động, thật giống như không phải vật chết, mà là vật còn sống. Tẩy Nhan tiên tử dung mạo tuyệt mỹ, dáng đẹp dáng vẻ, cũng hoàn mỹ lộ ra ở Diệp Thần trước mặt, phong tư thướt tha. Diệp Thần đi tới pho tượng trước, ngơ ngác nhìn. Đột nhiên, cái này cái tiên tử ngọc điêu, nảy sinh ra hắc ám khí tức, vặn vẹo biến hóa. Chói mắt lúc đó, ngọc điêu hóa thành đen nhánh, biến thành một người mặc lụa đen, tướng mạo dữ tợn cô gái hình dáng. Phụ nữ kia vẫn là Tẩy Nhan tiên tử, nhưng khí chất đã từ ôn nhu ung dung, đổi được tàn bạo tàn bạo. Diệp Thần ra đầu tê dại, trong lòng chỉ toát ra hai chữ. Ma nữ. Ma nữ tư thái xuống Tẩy Nhan tiên tử, lại là thật giống như sống lại vậy, trường kiếm trong tay sát phạt dọn ra, kiếm khí bức người. Diệp Thần liền liền lui về phía sau mấy bước, vậy ma nữ pho tượng, hắc ám khí tức rút đi, lại lần nữa đổi trở về Tẩy Nhan tiên tử hình dáng. Nhưng qua được chốc lát, hắc ám khí tức lại lần nữa nảy sinh, pho tượng lại thay đổi là ma nữ tư thái. Diệp Thần kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, pho tượng ở tiên cùng ma hình thái bên trong, không ngừng biến ảo, không bao giờ ngừng nghỉ, đặc biệt quỷ dị. Không cần sợ hãi, cái này là pho tượng thôi. Một đạo trầm hậu thanh âm, đột ngột vang lên. Chỉ gặp một cái mặt đầy râu cọp, tinh ở trần, thân hình to lớn khỏe mạnh nam tử, từ sau pho tượng đi ra, chính là Võ Tổ. Võ Tổ sư tôn. Diệp Thần thấy Võ Tổ, ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, liền vội vàng khom người thi lễ. Võ Tổ ánh mắt cũng là mang chút thổn thức cùng bể râu, ngắm nhìn Diệp Thần, nói thật là duyên phận sao, không nghĩ tới chúng ta thầy trò, lại sẽ ở chỗ này gặp nhau. Diệp Thần đánh giá Võ Tổ, gặp hắn uy mãnh bóng người, có chút mông lung, hiển nhiên không phải bản thể, hỏi, Võ Tổ sư tôn, đây là ngươi ý chí hóa thân sao? Võ Tổ gật gật đầu nói, đúng vậy, ta bản thể bị kẹt ở không không lúc nào không, còn không thoát khốn, cái này là ta một đạo ý chí hóa thân, năm đó đại tai biến, bị Tử Hoàng Tiên Cung triệu hoán, hạ xuống. Ta sớm phải đi, chỉ là, thấp thỏm trước như ngọc, không bỏ đi được thôi. Diệp Thần hỏi, Như Ngọc là? Võ Tổ nói, Tẩy Nhan tiên tử tên thật, chính là kêu Nhan Như Ngọc, là bạn tốt của ta. Diệp Thần im lặng, sau đó hỏi, Võ Tổ sư tôn, năm đó đại tai biến, ngươi cũng có tham chiến. Võ Tổ nói, đúng vậy, năm đó đại tai biến nguy cấp nhất thời điểm, đạo đức thiên tôn triệu hoán ta xuống, hy vọng ta ra mặt, khuyên can Như Ngọc. Nhưng, Như Ngọc đã nhập ma, nàng không nghe lời của ta, thậm chí muốn giết ta. Nói xong lời cuối cùng, Võ Tổ cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tử Thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, chính là đã từng là Tẩy Nhan tiên tử, biệt hiệu ma nữ. Ma nữ bởi vì yêu sinh hận, ác rơi hắc ám, coi Võ Tổ là cừu nhân, tự nhiên không thể nào lại nghe hắn nói. Diệp Thần nói, vậy sau đó? Võ Tổ nói, sau đó ta lợi dụng thần tích tụng đời điển lực lượng, chấn áp hắc ám, đại tai biến lắng xuống, Như Ngọc vậy không có thể hạ xuống. Bất quá, coi như không có ta, Như Ngọc cũng không khả năng hạ xuống, nàng thực lực quá mạnh mẽ, ở chân lý phép tắc trói buộc hạ, nàng không thể nào tùy tiện đến thế giới hiện thật. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, Võ Tổ sư tôn, lúc đầu năm đó đại tai biến, cuối cùng lại là ngươi ra tay trấn áp. Võ Tổ khoát tay một cái, nói, đó là vô số người huyết chiến kết quả, ta chỉ là ra một phần lực thôi, ngày hôm nay có thể thấy ngươi, ta rất là cao hứng. Võ Tổ ánh mắt, trên dưới quan sát Diệp Thần, mừng rỡ tán thưởng nói, không nghĩ tới ngươi lực lượng, lại có thể tiến bộ đến cảnh giới như vậy, tới, động thủ, công kích ta, để cho ta xem ngươi tiến bộ. Diệp Thần chần chờ một tí, sau đó gật đầu nói, được. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần một quyền đánh ra, cuồng bạo võ đạo hơi thở, chấn động không khí, phát ra gầm thét. Một tôn to lớn thần tượng hư ảnh, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. Thần tượng băng thiên đụng. Diệp Thần hung hăng một quyền, đánh phía Võ Tổ. Một chiêu này, là Võ Tổ ngày xưa truyền thụ cho hắn võ học,
thần tượng băng thiên đụng, võ đạo khí thế 10 phần bá đạo, như thần voi băng thiên, đụng hết thảy. Diệp thần ở một quyền này bên trong, sáp nhập vào phong thần hơi thở, cương nhu gom lại, quyền mượn sức gió, lại là mãnh liệt. Rất tốt. Võ tổ xòe bàn tay ra, tiếp lấy Diệp thần một quyền này, chỉ cảm thấy lực lượng dâng trào, cũng không khỏi tán thưởng gật đầu một cái. Lấy Diệp thần thực lực trước mắt, coi như đối mặt phổ thông vô lượng cảnh bên trong hậu kỳ cường giả, đều có thể đụng vừa đụng, đơn giản là nghịch thiên. Phải biết, Diệp thần tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 8 mà thôi. Người võ đạo, dũng mãnh tinh tiến, vi sư rất là vui vẻ yên tâm. Ta chuẩn bị truyền cho ngươi thần tích tụng đời điển, ngươi có thể có nắm chắc tiếp nhận. Võ tổ hỏi. Diệp thần hỏi, thần tích tụng đời điển, đó là cái gì? Võ tổ thanh âm thần bí nói, thần tích tụng đời điển, cũng gọi chân lý bí điển, bên trong ghi lại vô thượng chân lý bí ẩn. Cái gọi là chân lý, chính là vạn sự vạn vật nắm giữ, hết thảy phép tắc ngọn nguồn. Vậy thần tích tụng đời điển, có thể nói là ca tụng chân lý, cảm ngộ đại đạo bí điển, đã từng là chín thần thiên tôn, cũng tu luyện qua. Diệp thần ngạc nhiên nói, chân lý đại đạo bí điển sao? Nghe võ tổ mà nói, vậy thần tích tụng đời điển, tuyệt đối không đơn giản, dẫu sao ghi lại chân lý bí ẩn. Võ tổ nói, người đạo tâm, hẳn có thể chịu đựng chân lý uy áp. Nơi này là thần tích tụng đời điển chương 1, người nếu như chuẩn bị kỹ càng, liền mở ra xem. Võ tổ sử dụng một quyển bí điển, giao cho Diệp thần. Diệp thần nhận lấy, chỉ gặp bí điển phía trên, in 2 chữ. Thiên vấn. Võ tổ nói, thần tích tụng đời điển, cộng phân chia cửu chương, chương 1, tên là thiên vấn, chương 2, kêu tiêu diêu du, năm đó tử hoàng thiên cung triệu hoán ta xuống, chính là dùng tiêu diêu du làm giá. Vậy tiêu diêu du văn chương, vốn là đã rơi vào ta trong tay, nhưng tiếc là tại đại chiến bên trong thất lạc, đánh rơi đến cái này phiến hư vô khu không biết đi nơi nào, ha ha, người trước xem cái này chương 1, thiên vấn. Diệp thần trịnh trọng gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đem thiên vấn thiên chương mở ra. Oanh! Thiên vấn thiên chương vừa mở ra, thoáng chốc tới giữa, Diệp thần liền thấy vô số cổ xưa ký tự, đánh vào hắn con ngươi. Hắn lỗ tai, vậy quanh quẩn vô số cổ xưa thanh âm. Đó là xưa nhất trước dân cửa, đối mặt thiên địa tự nhiên khó lường thần uy, phát ra từng tiếng truy hỏi. Thiên địa, vì sao mà tồn tại ở? Sấm sét gió bão, vì sao mà ra đời? Trên 9 tầng trời, có thể hay không có tiên? Thời gian, không gian, vũ trụ, thế giới, nhưng có biên giới. Nói, là vật gì? Chân lý, là vật gì? Vô số truy hỏi, quanh quẩn Diệp thần bên tai, rung động nhân tâm, phát người sâu tỉnh. Cái này thiên vấn thiên chương, ghi chép từ cổ chí kim, vô số trước dân, vô số võ giả, vô số tu sĩ, vô số vĩ đại tồn tại, phát ra vô số nghi vấn. Những nghi vấn này, quan hệ đến thiên địa, vũ trụ, võ đạo, trường sinh, thế giới, đi qua, tương lai, hiện tại, chánh tà, tồn tại cùng hư không vân. Vân. Tất cả vĩ đại mà rung động lòng người khái niệm, đều có thể ở nơi này thiên vấn thiên chương bên trong tìm được. Diệp thần thậm chí còn nghe được võ tổ đặt câu hỏi. Võ tổ hỏi, tình là vật gì? Thiên vấn thiên chương trước một đời người chấp trưởng, chính là võ tổ. Võ tổ vậy phát ra mình nghi vấn, hắn nghi vấn cũng bị thiên vấn thiên chương thu lục. Triều đại người chấp trưởng, bọn họ nghi vấn, bọn họ giải đáp, đều ở bên trong. Diệp thần rung động, hoàn toàn rung động. Cái này thiên vấn thiên chương, thật sự là quá rung động nhân tâm, vô số to lớn đặt câu hỏi, ùn ùn kéo đến đánh vào tới đây. Nếu như không phải là Diệp thần tim gông xiềng, đã sớm chặt đứt, hắn đạo tâm, chỉ sợ sớm đã bị trực tiếp xông lên bể. Diệp thần lần nữa hít sâu một hơi, hai tay run run, khép lại thiên vấn thiên chương, trong mắt chỉ có rung động. Như thế nào? Võ tổ ngắm nhìn Diệp thần, cười hỏi. Võ tổ sư tôn, ta. Diệp thần cúi đầu trầm tư trước, hồi tưởng vậy vô số hùng vĩ truy hỏi, còn có vô số trước dân cửa trả lời, hắn như có sở ngộ, tựa hồ bắt được một chút chân lý bí ẩn. Chân lý vô cùng, mỗi cái người đối chân lý, đều có mình cách nhìn. Nắm giữ chân lý tinh túy, là có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng vô tận, nghiền ép hết thảy. Vào giờ phút này, ở thiên vấn thiên chương dưới ảnh hưởng, Diệp thần đối vậy mở ảo vô định chân lý, cũng có mình cách nhìn. Đó chính là,
thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng. Những lời này, Hồng Quân lão tổ trước kia cùng hắn nói qua. Cho đến giờ phút này, Diệp Thần có thể xác định, những lời này, có thể làm là thật lý. Vô luận đối mặt cái gì, cũng phải có dũng khí tim, tự cường không ngừng, không e ngại hết thảy. Chân lý vô cùng, người sau này từ từ lĩnh ngộ đi. Võ tổ nhẹ nhàng đánh một tí Diệp Thần đầu vai, nói. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Võ tổ mỉm cười, nói thần thích tụng đời điển chương 2, liền tán lạc ở nơi này phiến hư vô khu, người sau khi đi ra ngoài, hẳn có thể cảm ứng được, có thể không thể bỏ qua. Diệp Thần thu hồi thiên vấn thiên chương, nói Võ tổ lại gật đầu một cái, sau đó không ngờ có bức xúc, lại có chút hơi khó hình dáng, trầm giọng nói, Diệp Thần, ta còn có một việc, muốn nhờ ngươi. Diệp Thần nói, chuyện gì? Võ tổ sư tôn ngươi yên tâm, chờ ta tương lai đi không không lúc nào không, nhất định nghĩ biện pháp giải cứu ngươi đi ra. Võ tổ nói, không phải, ta là muốn nói, nếu như tương lai có một ngày, ngươi đánh bại Như Ngọc, xin tha nàng một mạng, không nên giết nàng, dẫu sao? À, dẫu sao nàng là bạn của ta, là ta hại nàng, hại được rơi vào hắc ám, trở thành ma nữ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, võ tổ sư tôn, ngươi kêu ta thả ma nữ. Võ tổ nắm Diệp Thần tay, thở dài nói, đúng vậy, xin ngươi hãy xem ở chúng ta thầy trò phân thượng, có thể tha ma nữ một mạng. Diệp Thần lui về phía sau một bước, nói, võ tổ sư tôn, ngươi. Ngươi nói đùa, ma nữ thực lực, so ta cường hãn triệu lần vượt quá, ta lại như thế nào có thể giết chết nàng. Võ tổ nói, ngươi tiến bộ thần tốc. Tương lai cuối cùng có một ngày, có thể bước vào không không lúc nào không, đến lúc đó, Như Ngọc nàng tuyệt không phải ngươi địch thủ, ta chỉ cầu ngươi nể tình ta, mở một mặt lưới, thả qua nàng tánh mạng. Diệp Thần im lặng. Trước, hắn đã đáp ứng Hoang lão, nhất định phải giết chết ma nữ. Nhưng nào nghĩ tới, hiện tại võ tổ lại có thể như vậy hèn mọn khẩn cầu, muốn hắn thả qua ma nữ. Hắn rốt cuộc nên nghe ai? Sư tôn, chuyện sau này. Sau này hãy nói đi. Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Không. Võ tổ ánh mắt sắc bén, không cho đưa mỏ, nói ta muốn ngươi hiện tại đáp ứng ta, nếu như ngươi không chịu đáp ứng, vậy cũng muốn cùng ta nói rõ, ta sẽ không trách ngươi. Diệp Thần yên lặng, nội tâm vùng vẫy, sau đó trầm giọng nói, sư tôn, nếu như tương lai, ta thật có chiến thắng ma nữ năng lực, ta sẽ tận lực để cho nàng lạc đường biết trở lại, nếu như nàng u mê không tỉnh. Thủy chung là chìm đắm vào hắc ám, vậy thì không thể trách ta vô tình. Ma nữ sau lưng, là tử thần giáo đoàn, là Hải Vương Ma Tôn. Một khi Hải Vương Ma Tôn hồi phục, tử thần hạ xuống, khẳng định sẽ lần nữa đoạt lại ma thần chúa tể quyền bính, vậy thân Đỗ Uyển Nhi hẳn phải chết. Diệp Thần cùng tử thần giáo đoàn, nhất định là thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung. Nếu như ma nữ không chịu quay đầu, hắn tuyệt đối muốn động sát thủ. Võ tổ nghe Diệp Thần lời nói này, một hồi ảm đạm tịch mịch, cười khổ nói, Như Ngọc nàng đã hoàn toàn hóa thân hắc ám, không thể nào quay đầu lại. Thôi, mọi thứ đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người, ta không trách ngươi, ngươi đi thôi. Vừa nói xoay người, hình bóng vô cùng thê lương. Sư tôn, Diệp Thần không biết nói gì. Võ tổ lại nói, Như Ngọc dưới quyền Diêm Ma chết giới, có bộ phận thế lực, đã lặng lẽ xâm nhập vào thế giới hiện thật. Người cầm trong tay thần hy thiên kiếm, dính đầy tử thần tín đổ máu tươi, hơn nữa người vẫn là ta truyền nhân. Diêm ma chết giới người, sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Hắn từ đầu đến cuối vẫn là nhớ nhung Diệp Thần an nguy, cho dù Diệp Thần không có đáp ứng hắn tha ma nữ. Diệp Thần yên lặng hồi lâu, không lời chống đỡ, cuối cùng yên lặng hướng võ tổ khom người tạm biệt, nói tạ ơn sư tôn nhắc nhở, đệ tử đi trước. Cùng đệ tử phi thăng không không, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Dứt lời, Diệp Thần xoay người rời đi. Võ tổ bóng người, cô chỉ lưu lại ở trong điện đường, liền đứng ở tẩy nhan tiên tử pho tượng bên người, sau đó vậy dần dần tiêu tán đi. Cùng Diệp Thần ra tổ điện, cả tòa tổ điện, ầm ầm sụp đổ, vô số hòn đá tung tóe. Hạ Nhược Tuyết các nàng thấy Diệp Thần đi ra, nhưng tổ điện lại sụp đổ, không khỏi được kinh hãi. Ai yêu? Diệp Thần, ngươi không có sao chứ? Hạ Nhược Tuyết vội vàng chạy như bay đi lên, mặt đầy ân cần. Ta không có sao. Diệp Thần dửng dưng cười nói. Hạ Nhược Tuyết giật mình,
Ngụy Dĩnh và Phạm Tinh Nhiên các người, còn có luân hồi trận doanh các cường giả, cũng là giật mình. Bởi vì bọn họ phát hiện, Diệp Thần hơi thở, tựa hồ thương tang rất nhiều. Từ Diệp Thần tiến vào tổ điện đến đi ra, vậy liền đi qua nửa ngày thời gian. Nhưng cái này nửa ngày thời gian, Diệp Thần nhưng thật giống như trải qua vạn cổ bể dâu, làm người ta rung động. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm Tư Thanh. Diệp Thần khoát khoát tay, tỏ ý đám người không nên hoảng hốt, hắn tuy trải qua rất nhiều bể dâu, nhưng đạo tâm như cũ vững chắc, cũng không có bất kỳ mài mòn. Thậm chí, chấp trưởng thiên vấn thiên chương sau đó, Diệp Thần đạo tâm, cũng là tiến một bước mạnh mẽ, thậm chí lĩnh ngộ một chút chân lý tinh túy. Lập tức, Diệp Thần mang đám người, tiếp tục đi tìm Kỷ Tư Thanh. Trừ Kỷ Tư Thanh hơi thở bên ngoài, Diệp Thần còn cảm nhận được liền khác một cổ hơi thở. Đó là thần thích tụng đời điển chương 2, Tiêu Diêu Du văn chương hơi thở. Bất quá, so với tìm Tiêu Diêu Du, hiển nhiên là tìm Kỷ Tư Thanh trọng yếu hơn. Thời khắc này Kỷ Tư Thanh, đang Tô Nghê Thường dưới sự chỉ dẫn, yên lặng cảm ngộ hỏa thần đạo thống. Kỷ Tư Thanh mở mắt ra, nhìn Tô Nghê Thường nói, tiền bối, người 72 tuyệt kỹ, ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Tô Nghê Thường cả kinh, nói, hoàn toàn lĩnh ngộ sao? Xem ra, ngươi là luân hồi chi chủ người phụ nữ, các ngươi phát sinh qua quan hệ, ngươi bị giao cho luân hồi máu, ngay cả thiên phú năng lực, đều là nghịch thiên lột xác, lại có thể nhanh như vậy, liền lĩnh ngộ ta đạo thống tuyệt kỹ. Kỷ Tư Thanh gò má đỏ lên nói, tiền bối. Tô Nghê Thường khoát tay chặn lại, nói, tốt lắm, nếu ngươi đã lĩnh ngộ, vậy ta liền cho ngươi sau cùng khảo nghiệm. Nàng tiếng nói rơi xuống, không khí nhất thời mãnh liệt chấn động, ngọn lửa gầm thét. Đầy trời lửa cháy bừng bừng bên trong, một đầu mặt trời chim khổng lồ, hạ xuống. Đầu này mặt trời, mọc ba chân, thần tuấn hùng hồn, cả người lửa cháy mạnh hừng hực, giống như mặt trời gay gắt, một hạ xuống, lăn lăn lửa cháy mạnh hóa thành gió bão, trực tiếp đem cái này phiến tiên cảnh vậy thế giới, phá hủy nghiền diệt. Tiên cảnh tan biến sau đó, thế giới chung quanh, lại lần nữa hóa thành hư không. Tam túc kim ô con ngươi, mang lạnh thấu xương sát khí. Gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Tư Thanh, ngửa mặt lên trời hí trước, đập cánh, lửa cháy mạnh nổ. Tô Nghê Thường nói, đầu này mặt trời chim khổng lồ, là từ mồi lửa bên trong, sản sinh ra vĩ đại tồn tại, ngươi nếu có thể chiến thắng nó, thì có tư cách thừa kế ta đạo thống, nếu như ngươi không đánh lại, vậy thì chứng minh, ngươi bất quá là may mắn đạt được luân hồi che chở tên yếu thôi, ngươi không xứng làm người thừa kế của ta. Tiếng nói rơi xuống, Tô Nghê Thường thân thể. Ở đầy trời bạo dũng mặt trời lửa cháy mạnh bên trong, dần dần không nhìn thấy đi. T. Đầu kia mặt trời chim khổng lồ, ở Tô Nghê Thường sau khi rời đi, lại là bộc phát ra nóng bỏng ngất trời thần uy, lăng không dương cánh, như một đoàn mặt trời lửa cháy bừng bừng vậy, hướng Kỷ Tư Thanh đạp chết tới. Kỷ Tư Thanh thiếu mặt trầm xuống, nên cũng không dám khinh thường, lập tức vận chuyển hỏa thần máu, vận dụng vận mệnh quy luật. Vận mệnh sông dài. Vạn hoàng triều thiên. Kỷ Tư Thanh một tiếng khẽ quát, một cái mạng vận sông dài, ở nàng quanh thân nổi lên. Ngay sau đó, sông dài sôi trào, tất cả thần quang sáng chói, lửa cháy mạnh lao nhanh phượng hoàng, từ sông dài bên trong phóng lên cao, bay vút lên ở trên trời, bỏ ra nóng rực ngọn lửa, cùng đầu kia mặt trời chim khổng lồ, hung mãnh đụng vào nhau. Vạn hoàng triều thiên, đây là hỏa thần thiên tôn đạo thống bên trong, cường hãn nhất sát chiêu. Kỷ Tư Thanh vì thông qua khảo nghiệm, cũng là không tiếc giá phải trả, trực tiếp sử xuất mạnh nhất sát chiêu. Vạn hoàng triều thiên, ngọn lửa lao nhanh, cùng mặt trời chim khổng lồ đánh giết, hình ảnh đặc biệt nguy nga. Vậy mặt trời chim khổng lồ, chính là từ mồi lửa bên trong, sản sinh ra vĩ đại tồn tại, nhưng là vô cùng mạnh mẽ, đối mặt ngàn vạn mãnh liệt phượng hoàng lửa đạp chết, cũng là không yếu thế chút nào. Một đầu mặt trời, vạn con phượng hoàng. Ở nơi này phiến hắc ám thâm uyên bên trong, kịch liệt chém giết, khó phân nan giải. Ở nóng rực dưới nhiệt độ, Kỷ Tư Thanh cả người là mồ hôi ướt đẫm nàng áo quần, buộc vòng quanh uyển chuyển dáng vẻ. Nàng đang chém giết, chợt gặp phương xa có một đoàn thần quang, gào thét tới. Thần quang bên trong, hiển hóa ra từng đạo bóng người, chính là Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nhiên các người. Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần tới, trong lòng cả kinh. Nhưng chiến đấu bên trong, nàng cũng không dám phân tâm, vội vàng đem ánh mắt thu hồi, toàn bộ tinh thần chăm chú cùng vậy mặt trời chim khổng lồ liều giết trước.
chỉ cần có thể đánh chết đầu này mặt trời chim khổng lồ, nàng coi như thông qua hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường khảo nghiệm. Tư Thanh. Diệp Thần đến, xa xa thấy Kỳ Tư Thanh, cùng vậy mặt trời chim khổng lồ chém giết, trong lòng thất kinh, chỉ sợ Kỳ Tư Thanh nguy hiểm. Một đầu nghiệt xúc, yên dám ngông cuồng. Diệp Thần ánh mắt run lên, thân thể lăng không nổ bắn ra ra, sau lưng hiện ra một quyển cổ xưa văn chương, phía trên in thiên vấn hai chữ. Thiên vấn thiên chương vừa ra, Diệp Thần cả người trên dưới, cũng tràn ra lau một cái cổ xưa chói lọi, đó là chân lý đại đạo chói lọi. Chân lý quy luật, hóa thành xích thần, càn quét thiên hạ, dễ như bỡn. Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem tự thân đối chân lý cảm ngộ, hóa thành từng cái quy luật xích thần. Những thứ này quy luật xích thần, màu sắc cổ xưa trầm chuyết, phía trên đóng dấu trước các loại phù văn thần bí, rực cháy hà tách thả ra, một lướt qua hư không, liền có vô số sấm tia chớp, cuồng phong bạo vũ khí tượng, bộc phát ra, thanh thế đặc biệt khủng bố. Diệp Thần chấp trưởng từng cái quy luật xích thần, giống như muốn thúc giục thiên hạ vĩ đại thần minh, chân lý khí tượng ở hắn quanh người hiện lên, nhật nguyệt thăng nặng, vũ trụ sinh diệt, đặc biệt nguy nga. Bót, bót, bót. Diệp Thần quy luật xích thần cuồng quét ra, hung hăng roi đánh vào vậy mặt trời chim khổng lồ trên mình. Mặt trời chim khổng lồ rên rỉ, mới vừa vẫn là vô cùng hung mãnh nó, giờ phút này nhất thời giống như là gặp phải thiên phạt, hình thể lập tức liền bị đánh tan. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, sau lưng thiên vấn thiên chương lóng lánh, trong tay quy luật xích thần như thiên thần roi, càn quét hết thảy. Đầu kia mặt trời chim khổng lồ, ở hắn quất mạnh hạ, chỉ là hô hấp tới giữa, liền hoàn toàn bạo diệt, hóa thành một đóa đóa hỏa liên, chết chết đi. Những cái kia hỏa liên, đều là tử hoàng thần hỏa ngưng tụ mà thành, năng lượng dư thừa tinh thuần. Diệp Thần đại hỉ, vội vàng đem tất cả hỏa liên, toàn bộ thu, trong đầu nghĩ. Cái này mặt trời chim khổng lồ, không biết là cái tồn tại gì ở đây, lại có như thế nhiều tử hoàng thần hỏa, lần này phát, ta tổn thất toàn đền bù lại. Hắn phi thân hạ xuống Kỳ Tư Thanh bên người, nhưng gặp Kỳ Tư Thanh ra mặt co rúc, một bộ tức giận mà ủy khuất hình dáng. Diệp Thần sửng sốt một tí, nói, Tư Thanh, ngươi thế nào? Kỳ Tư Thanh cắn răng, đầu ngón tay nặn quyền, hung hăng đập một tí Diệp Thần ngực, cả giận nói, ta kêu ngươi ra tay sao? Có phải là không có ngươi, ta liền không đánh lại? Ta không cần ngươi che chở. Diệp Thần không rõ cho nên, nắm Kỳ Tư Thanh cánh tay, nói, Tư Thanh, ta có phải hay không làm gì sai? Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần một cái tay khác, bấm ngón tay suy diễn thiên cơ, nhất thời dòm ngó thấy trùng trùng hình ảnh, biết vậy mặt trời chim khổng lồ, là hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường, để lại cho Kỳ Tư Thanh khảo nghiệm. Hắn giết chết mặt trời, coi như là phá hư chàng này khảo nghiệm. Thật xin lỗi, Tư Thanh, là ta lỗ mãng. Diệp Thần ôm trước Kỳ Tư Thanh, liên tục nói xin lỗi, lại hướng không trung kêu gọi, hỏa thần thiên tôn tiền bối, mời ngươi hạ xuống. Nhưng mà, kêu mấy tiếng, cũng không gặp hỏa thần thiên tôn xuất hiện lại. Chàng này khảo nghiệm, là thắng hay bại, cũng không có người định đoạt. Tư Thanh, ngươi xem, hỏa thần thiên tôn không có trách cứ ngươi, khảo nghiệm hơn phân nửa là thông qua. Diệp Thần ôm trước Kỳ Tư Thanh, nhẹ giọng nói. Kỳ Tư Thanh hừ một tiếng, vẫn là có chút cáu giận ủy khuất, không nói gì. Diệp Thần không biết làm sao cười khổ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dụ dỗ nàng, liên tục nói xin lỗi. Mà Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên các người, chính là vô cùng kinh ngạc rung động nhìn Diệp Thần. Bởi vì, mới vừa Diệp Thần thủ đoạn, chân thực quá bá đạo mãnh liệt, làm người ta không dám tưởng tượng. Những cái kia quy luật xích thần, hàm chứa vĩ đại nhất chân lý bí ẩn, có siêu thoát thực tế bàng bạc uy áp, đơn giản là càn quét hết thảy. Các nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể nắm giữ như thế lợi hại thủ đoạn. Xem ra ở đó tổ trong điện mặt, Diệp Thần khẳng định lại được cái gì cơ duyên. Đối mình cơ duyên, Diệp Thần ngược lại là không có quá mức để bụng. Dẫu sao, thần tích tụng đời điển, ước chừng phân chia cửu chương, hắn chỉ là đạt được một chương thôi. Hắn đối chân lý lĩnh ngộ, còn nông cạn rất. Đêm đến, Diệp Thần ở vực sâu bên trong, cấu trúc một phiến quang minh thế giới, cùng Kỳ Tư Thanh đơn độc triền miên một dạ hậu, nàng mới chịu hết giận. Diệp Thần tính một chút thời gian, khoảng cách Thái Thượng Công Đức Chiến hoàn toàn kết thúc, còn có 4-5 ngày thời gian. Hắn có hai cái lựa chọn, thứ nhất, là trở lại ngoại giới đi, cùng cái khác người dự thi chém giết. Thứ hai, tiếp tục ở lại hư vô khu,
săn giết trong bóng tối quái vật, cũng có thể săn được tử hoàng thần hỏa. Đang suy nghĩ một phen sau đó, Diệp Thần vẫn là quyết định tiếp tục ở lại hư vô khu. Dẫu sao, cùng hắc ám quái vật đối kháng, cũng có thể là sau này tích lũy kinh nghiệm. Huống chi, thần tích tụng đời điển chương 2, tiêu diêu du văn chương, còn tán lạc ở hư vô khu bên trong, Diệp Thần cần phải tìm. Lập tức, Diệp Thần phân phó, để cho Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Thư Thanh các người, đi săn giết hắc ám quái vật, săn được tử hoàng thần hỏa, hắn thì một mình lên đường đi tìm tiêu diêu du văn chương. Ở nơi này phiến hư vô khu bên trong, chắc có vạn khư trận doanh và kiếm môn trận doanh cường giả, muốn đuổi giết bọn họ. Bất quá, hư vô khu thực sự quá lớn, hơn nữa thiên cơ khép kín, những cái kia người đuổi giết cửa, tự nhiên không có tìm được Diệp Thần đám người tung tích. Diệp Thần ngược lại là có chút tiếc nuối. Dẫu sao, lấy hắn thực lực trước mắt, ai dám đuổi giết hắn, đó chính là tự tìm cái chết. Ngoại giới, rất nhiều những người dự thi, vậy đang không ngừng săn giết quái vật hung thú, lấy được tử hoàng thần hỏa, làm sao cùng chạy nước rút. Bầu trời kim bảng hạng, không ngừng biến hóa, hạng hàng đầu, đều là tán tu. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết cùng tên của người, cũng không có chiếu đến kim bảng hạng trên. Bởi vì, bọn họ đều ở đây hư vô khu, thần hỏa trị số sẽ không chiếu hình ra. Còn như Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, vẫn là sắp chết tình cảnh, thương thế hoàn toàn không có chuyển biến tốt hình dáng. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, lấy thủ đoạn đặc biệt, âm thầm đem tự thân ý chí, hạ xuống đến chiến trường, là bọn họ chữa trị, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Đạo Đức Thiên Tôn cũng không có tận lực ngăn cản, bởi vì cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, sống không được bao lâu. Thiên cơ động minh, ngoại giới biến hóa, Diệp Thần mơ hồ có cảm giác, khóe miệng không khỏi được lộ ra một nụ cười. Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, trọng thương ngã gục, đều là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Không có hai người này uy hiếp, lần này Thái Thượng Công Đức Chiến, Diệp Thần đoạt cúp là ổn. Chỉ cần tìm lại được tiêu diêu du văn chương, đó chính là công đức viên mãn. Diệp Thần cảm giác được tiêu diêu du tọa độ, một đường đi tới trước. Dọc đường đụng phải hắc ám quái vật, Diệp Thần là dễ như bỡn vậy, toàn bộ trong nháy mắt giết. Hiện tại hắn thực lực, chân thực quá mạnh mẽ, quá vô địch, đặc biệt là chấp trưởng thiên vấn thiên chương sau đó, lại là lĩnh ngộ một chút chân lý tinh túy, siêu nhiên thế ngoại, càn quét hết thảy. Hư vô khu bên trong, không có bất kỳ quái vật, có thể uy hiếp được hắn an toàn. Đặc biệt thuận lợi, Diệp Thần ở một cái góc tối bên trong, thấy được một quyển cổ xưa bí điển. Vậy cuốn cổ xưa bí điển, loáng thoáng, nhấp nhô tiêu diêu du ba chữ. Lớn tiêu giao, lớn tự tại hơi thở, từ nơi này cuốn bí điển trên tản mát ra. Cái này cuốn bí điển, chính là thần tích tụng đời điển chương 2, tiêu diêu du. Diệp Thần thấy tiêu diêu du ngay tức thì, liền có thể khẳng định, năm đó phong thần thiên tôn, khẳng định hiểu qua tiêu diêu du bí ẩn. Phong thần thiên tôn có thể trở thành phong thần, chính là bởi vì lĩnh ngộ tiêu diêu du tinh túy, tự do bay lượt, vô cầu vô thúc, tự do tự tại. Chỉ là, ra Diệp Thần dữ liệu, ở tiêu diêu du bí điển phía trên, lại có thể ánh sao chấm, nằm sấp một đầu chim xanh. Vậy chim xanh đặc biệt yếu ớt hình dáng, nằm ở bí điển phía trên, thoi thóp. Là không không thời không chân quý chim thần, tinh thần thanh loan. Diệp Thần nhướng mày một cái, đầu kia chim xanh, cả người ánh sao tràn ngập, huyết mạch hơi thở tinh thuần, cũng không phải là thế giới hiện thật loài chim, mà là tới từ không không lúc nào không, tên là tinh thần thanh loan. Tinh thần thanh loan, là truy đuổi tự do chim thần, cho dù là tại chưa có một chút gió thế giới, cũng có thể tự do bay lượn. Đầu này tinh thần thanh loan, xem thể hình, còn đặc biệt trẻ thơ, hẳn là bắt được tiêu diêu du văn chương hơi thở, cưỡng ép chưa từng không lúc nào không hạ xuống, kết quả gặp phép tắc cắn trả, cho nên rơi vào yếu ớt, thoi thóp. Tiêu diêu du, tượng trưng cho tự do chân lý, đối cái loại này truy đuổi tự do chim thần mà nói, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn cực lớn. Nếu như có thể hiểu tiêu diêu du, liền có thể hiểu tự do chân lý. Bí điển bốn phía, hắc ám tràn ngập. Tất cả vặn vẹo quái vật, mai phục ở hắc ám bên trong, rình rập trước bí điển, vậy rình rập trước tinh thần thanh loan. Chỉ bất quá, bởi vì tiêu diêu du bí điển, từ mang chân lý uy áp, để cho được những cái kia hắc ám quái vật, cũng không dám tùy tiện đến gần, chỉ có thể xa xa ẩn núp, cùng đợi cơ hội. Cũng cho ta lăn. Diệp Thần nhướng mày một cái,
quát to một tiếng. Oanh! Một cái thần quang lóe lên thiên kiếm, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên, chính là thần hy thiên kiếm. Từng luồng sáng chói thần thánh quang minh hơi thở, không ngừng từ vậy thần hy thiên kiếm bên trên, bạo dũng ra, dòng nước chảy bốn phía. Chung quanh hắc ám khí tức, gặp phải quang minh hơi thở đánh vào, nhất thời phát ra suy suy tiếng vang, như khói xương vậy bốc hơi lên. Trong bóng tối các quái vật, phát ra từng cơn nhọn kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy Diệp Thần khí thế cường hãn, không thể tương đương, rối rít chật vật chạy thục mạng. Có chút chưa từ bỏ ý định quái vật, muốn đối kháng Diệp Thần, thì trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm tiêu diệt. Nếu như là Thái Thượng Công Đức Chiến mới vừa thời điểm bắt đầu, Diệp Thần đối mặt những thứ này hắc ám quái vật, có thể phải vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, hắn gần như vô địch, càn quét hết thảy, nghiền ép hết thảy, căn bản không có bất kỳ hắc ám, có thể ngăn trở uy nghiêm của hắn. Trừ phi, tử thần giáo đoàn hộ pháp các cường giả, lần nữa hạ xuống, nếu không tuyệt đối không thể nào uy hiếp được Diệp Thần. Đặc biệt ung dung, Diệp Thần đem chung quanh hắc ám khí tức, toàn bộ nghiền tiêu diệt, từng bước một đi về phía trước vào, mỗi một bước rơi xuống, cũng toát ra quang minh hơi thở. Từng tầng một quang minh hơi thở tràn ngập, cấu trúc ra một cái khoáng đạt quang minh thế giới. Mà Diệp Thần, chính là cái thế giới này quang minh nắm giữ. Diệp Thần từng bước một đi tới bí điển trước. Nằm ở bí điển lên chim xanh, yếu ớt mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, trong mắt hiện ra người tâm trạng, đó là sùng bái, rung động, kính nể, ngửa mặt trông lên, run rẩy tâm trạng. Diệp Thần khí thế, chân thực quá khoáng đạt bàng bạc, quá mức thần thánh to lớn. Cho dù cái này tinh thần Thanh Loan, là tới từ không không thời không chim thần, vậy cảm thấy rung động cùng màng bái, còn có sợ hãi. Diệp Thần nắm lên cái này còn rất non nớt Thanh Loan chim, dù gì nói, ngươi cũng là truy đuổi tự do sinh linh sao. Thôi, cứu ngươi một lần. Dứt lời, Diệp Thần móc ra mấy viên chân quý đan dược, ở trong tay hòa tan, vận chuyển bát quái thiên đan thuật. Đem đan dược năng lượng, toàn bộ bơm vào đến chim xanh bên trong thân thể. Chim xanh kêu lên một tiếng, thân thể tách thả ra tinh mang, nguyên bản vẫn là hấp hối hình dáng, nhưng ở Diệp Thần chữa trị xuống, rất nhanh liền khôi phục tinh thần, vỗ cánh bay lên, kêu két nha, nhảy cẫng hoan hô, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Rồi sau đó, chim xanh hóa thành một món mang khí rơi xuống đất, lắc mình một cái, hóa thành hình người, nhưng là một cái ăn mặc đơn bạc đồ xanh, dáng vẻ trẻ thơ. Xinh đẹp đáng yêu, da thịt trắng noãn thiếu nữ, ước chừng 13-14 tuổi. Luân hồi chi chủ, người thật là lợi hại nha. Ta kêu Tiểu Thanh, ta sau này có thể đi theo ngươi sao? Ta muốn đi theo ngươi. Thiếu nữ quỳ xuống, ánh mắt chấp nhìn Diệp Thần, tràn đầy sùng bái thần sắc. Nàng nhận ra Diệp Thần thân phận, ánh mắt sùng bái bên trong, lại mang cực hạn ngưỡng mộ. Diệp Thần sửng sốt một tí, sau đó sờ một cái thiếu nữ đầu. Trong đầu nghĩ cái này chim xanh, là chân quý tinh thần Thanh Loan, thu về dưới quyền nói, vậy là chuyện tốt, lập tức liền gật đầu nói, có thể, người sau này liền đi theo ta. Tiểu Thanh đại hỉ, đứng lên, kéo Diệp Thần cánh tay, nói, vậy thì tốt quá. Ta đã thấy tương lai, luân hồi chi chủ, ngươi chính là tương lai chúng thần chủ, vạn vương chi vương, không gian thời gian vĩ đại chủ tể, ta có thể đi theo ở bên người ngươi, thật là ta vận khí. Diệp Thần cười nói, người miệng ngược lại là ngọt vô cùng, không cần kêu ta luân hồi chi chủ, tên ta kêu Diệp Thần. Tiểu Thanh nói, ừ, ta liền kêu ngươi Diệp Thần ca ca, có được hay không? Diệp Thần gật đầu nói, được. Dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi là làm sao tới được nơi này? Tiểu Thanh suy nghĩ một tí, nói, ừ, ta thật giống như nghe được tự do triệu hoán, liền một đầu ghim vào tới. Ai biết thật giống như gặp phải cái gì phép tắc cắn trả, cả người lập tức mất đi lực lượng, thiếu chút nữa thì chết. Diệp Thần cười một tiếng, xem ra và mình đoán kém không nhiều. Tiểu Thanh là được Tiêu Diêu Du Văn Chương cảm cho đòi, chưa từng không lúc nào không hạ xuống, kết quả gặp phải quy tắc cắn trả, trọng thương ngã gục. Nếu như không phải là Diệp Thần tướng cứu, nàng khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Cái này thiên Tiêu Diêu Du, có lớn tiêu giao, lớn tự do hơi thở. Diệp Thần ca ca, chúng ta cùng nhau xem đi. Tiểu Thanh nhìn trong hư không trôi lơ lửng bí điển, ánh mắt cũng là sáng lên, ánh mắt nhao nhao muốn thử. Tinh thần Thanh Loan trong huyết mạch, cũng có tự do đóng dấu, nếu như có thể lĩnh ngộ Tiêu Diêu Du bí ẩn, nàng huyết mạch, nhất định có thể trưởng thành. Được. Diệp Thần gật đầu một cái,
đem Vệ Tiêu Diêu Du Bí Điển cầm trong tay, nhất thời cảm thấy cả người nhẹ bỗng, thật giống như có từng trận gió mát vờn quanh. Cái này cuốn Tiêu Diêu Du, hàm chứa tự do chân lý, vô thượng chân lý, ngươi còn rất non nớt, chưa chắc có thể chịu được chân lý đánh vào, cẩn thận một chút. Diệp Thần trịnh trọng nhắc nhở một câu. Ừ, Diệp Thần ca ca, yên tâm đi, ta rất lợi hại, ta là tinh thần Thanh Loan nhất mạch hậu duệ. Tiểu Thanh cũng là gật đầu, lại có chút kiêu ngạo ưỡn ngực bô. Diệp Thần ừ một tiếng, liền chậm rãi đem Tiêu Diêu Du Bí Điển mở ra. Oanh! Bí Điển vừa mở ra, một cổ cuồng bạo gió lốc lớn, chính là bạo dũng ra, gào thét thiên địa. Diệp Thần sớm có chuẩn bị, thân như Thái Sơn, sừng sững không nhúc nhích, ánh mắt trầm ổn ác liệt. Bão gào thét, vô số tự do khí tượng, côn bằng khí tượng, cổ xưa phù văn, từng tầng một nổ, long hổ mưa gió đột ngột, sơn hà nuốt chừng, đặc biệt nguy nga. Ai yêu? Tiểu Thanh lấy làm kinh hãi, có chút hoảng sợ lui về phía sau. Trước mắt cuồng bạo khí tượng, hiển nhiên có chút hù được nàng. Tiêu Diêu Du, hàm chứa tự do chân lý. Tự do, cũng không phải là lên trời bố thí, mà là phải dựa vào chính mình tranh thủ. Chỉ có dũng mãnh tinh tiến, quả quyết sát phạt, mới có thể xông phá hết thảy gông xiềng, hết thảy chướng ngại, lấy được chân chính tự do. Diệp Thần chăm ra chém hết, cho nên đối với tự do chân lý, sớm có hiểu ra. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ phong thần đạo thống, Tiêu Diêu Du văn chương vừa mở ra, hắn thấy được vô số truy đuổi tự do bóng người, bên trong thì có đã từng phong thần thiên tôn bóng người. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ, lĩnh ngộ trước tự do chân lý, đối chân lý cảm ngộ, lại sâu hơn một phần. Tiểu Thanh thấy Diệp Thần vậy trầm ổn tư thái, cũng tốt xem bị nhiễm, trong lòng an tĩnh lại, vậy yên lặng cảm ngộ. Cuối cùng, hai người cũng cảm ngộ được tự do hay lý. Tiểu Thanh cảm ngộ, mặc dù không xem Diệp Thần như vậy đi sâu vào, nhưng khẳng định thu được ích lợi không cạn. Bởi vì, Diệp Thần thấy, Tiểu Thanh huyết mạch, đã trưởng thành. Vốn là Tiểu Thanh, dáng vẻ 10 phần trẻ thơ, ngực trẻ trung. Nhưng hiện tại, nàng cảm ngộ đến tự do chân lý sau đó, huyết mạch mơ hồ lột xác, vóc người vậy trổ mã rất nhiều, vốn là 13-14 tuổi hình dáng, hiện tại biến thành 16-17 tuổi dáng vẻ, ra lại là nhẵn nhụi trắng nõn. Diệp Thần ca ca, ta thật giống như lĩnh ngộ được cái gì? Tiểu Thanh mặt đầy vui vẻ nói. Diệp Thần cười một tiếng, thu hồi Tiêu Diêu Du Bí Điển, nói, ừ, lĩnh ngộ liền tốt, huyết mạch ngươi đặc biệt chân quý, nếu như có thể hoàn toàn trưởng thành, vậy thì lợi hại. Tiểu Thanh gật đầu, sau đó cắn một cái ngón tay, con ngươi nhanh như chớp vừa chuyển, nói, Diệp Thần ca ca, cái này Thiên Tiêu Diêu Du, là thần tích tụng đời điển bên trong văn chương. Thần tích tụng đời điển, phân chia cửu chương, Tiêu Diêu Du là chương 2, chương 3, kêu vũ hóa phi thăng. Vậy vũ hóa phi thăng văn chương, hình như là ở một cái kêu là hạo thiên vực địa phương, không bằng chúng ta lập tức lên đường đi tìm. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, ngươi làm sao biết? Tiểu Thanh nói, ừ, đây là in vào ta trong huyết mạch trí nhớ, ta huyết mạch mới vừa có đột phá, trí nhớ này liền nổi lên. Diệp Thần nhướng mày một cái. Nói chương 3, vũ hóa phi thăng, ở hạo thiên vực sao? Hắn âm thầm bấm ngón tay suy tính, định theo dõi sau lưng chân tướng, nhưng đầu mối quá thiếu, hơn nữa thiên cơ mong manh, nhưng cũng không thấy được gì. Không gấp, người trước đi theo bên người ta còn có chút việc phải xử lý. Chờ ta xử lý xong, chúng ta lại đi vậy hạo thiên vực, tìm vũ hóa phi thăng văn chương. Diệp Thần nói, được rồi, Diệp Thần ca ca, ta đều nghe ngươi. Tiểu Thanh ngược lại cũng khôn khéo, lắc mình một cái, hóa thành chim xanh, đậu sát ở Diệp Thần trên đầu vai. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lúc này trở lại luân hồi doanh trại bên trong, hướng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh các người, đơn giản nói Tiểu Thanh lai lịch nhân quả. Tiểu Thanh hóa thành hình người, một hơi một cái Nhược Tuyết tỷ tỷ Tư Thanh tỷ tỷ lớn tiếng kêu, rất có lễ phép, ngược lại cũng đòi được chúng nữ niềm vui, một phiến tiếng cười nói. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Thần đoàn người, liền ở khu thứ 5 bên trong, săn giết quái vật, thu hoạch thần hỏa, không có lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Thời gian đảo mắt, Thái Thượng Công Đức Chiến kết thúc ngày, chính thức đến. Diệp Thần mang Tiểu Thanh, Hạ Nhược Tuyết các người, rời đi hư vô khu, lần nữa hồi đi ra bên ngoài. Bên ngoài, công đức khu bên trong, hắc ám khí tức đã sớm tản đi,
tất cả yêu thú quái vật, đều bị săn giết không còn một mống. Đã từng là chiến trường, phủ đầy khói mù, nhưng giờ khắc này, tất cả hắc ám đều bị đáng địch đi, thiên địa trong sáng. Chỉ có khu thứ 5, còn lưu lại bóng tối chập chờn, là cái tai họa ngầm. Nhưng cái này cái tai họa ngầm, chỉ cần không chủ động nổ, liền không sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần nhìn vòng quanh công đức khu, không gặp một người. Hơi đẩy một cái coi là, hắn liền phát hiện, tất cả những người dự thi, sớm ở ngày hôm qua, cũng đã rời đi chiến trường, trở lại thánh thành quảng trường bên trong, chờ đợi sau cùng kết toán. Bởi vì ở ngày hôm qua thời điểm, tất cả quái vật, liền bị săn giết sạch, còn dư lại, chỉ có thể là người dự thi tới giữa chiến đấu. Mà mấy ngày nay, liên tục kịch chiến, đã để cho tất cả người dự thi, cảm thấy mệt mỏi cùng sợ hãi. Không có ai còn muốn tranh đấu, tất cả mọi người đều ăn ý kết thúc thi đấu, chờ đợi sau cùng kết toán. Bầu trời kim bảng, cũng bị phong tỏa, không có lại cập nhật. Hạng trước mặt mấy tên, đều là Diệp Thần không nhận biết tên chữ, đều là tán tu. Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, thần hỏa chỉ số đều đã trống rỗng, xếp hạng cuối cùng. Diệp Thần dòm ngó thấy thiên cơ, biết là ma tổ Vô Thiên và Vũ Hoàng Cổ Đế, dùng đặc thù thủ đoạn, tiêu hao Tử Hoàng thần hỏa, là bọn họ tẩy rửa quán đỉnh, muốn trị liệu bọn họ thương thế. Nhưng rất đáng tiếc, Quy Trần và Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, bị thương cũng quá mức nghiêm trọng, sắp gặp tử vong, cho dù là thần hỏa quán đỉnh, đều không cách nào cứu vãn. Kim bảng phong tỏa, Diệp Thần các người đi ra, thần hỏa chỉ số cũng không có hình chiếu đi lên, hạng cũng không biến hóa. Mau kết toán, các ngươi đi về trước, ta còn có chút việc phải xử lý. Diệp Thần nhìn xem Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Thư Thanh các người, phân phó nói. Hắn còn có một chuyện cuối cùng, còn không xử lý. Đó chính là, giải cứu Trần Nam. Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Thư Thanh các người gật đầu, liền rời đi trước chiến trường, trở lại thánh thành quảng trường, tham dự kết toán. Diệp Thần ca ca. Tiểu Thanh đi theo Diệp Thần bên người, nháy mắt một cái. Tựa hồ muốn nói gì? Làm sao? Diệp Thần cười một tiếng. Diệp Thần ca ca, ta muốn đi trước Hạo Thiên Vực, tìm Vũ Hóa Phi Thăng bí điển, có thể hay không? Tiểu Thanh rụt rè hỏi, mặc dù cùng Diệp Thần chung sống mấy ngày, nhưng nàng vẫn có chút sợ Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần thực lực cùng khí thế, thật là cường hãn một ít. Nếu như Diệp Thần muốn động thủ, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết nàng. Coi như nàng biết. Diệp Thần sẽ không làm thương tổn nàng, nhưng đối với cường giả sợ hãi, nhưng là khác ở mỗi một cái sinh linh trong xương cốt. Diệp Thần cười một tiếng, sờ một cái nàng đầu nhỏ, nói, dĩ nhiên có thể, ngươi muốn đi thì đi đi, ngươi là tự do, cũng không nhất định muốn thời thời khắc khắc cũng ở lại bên người ta. Tự do định nghĩa, liền là không bị câu nệ. Diệp Thần cũng không có ràng buộc Tiểu Thanh ý, bởi vì hắn biết, Tiểu Thanh trong huyết mạch, liền khắc ấn đối tự do khát vọng. Nếu như áp chế nàng ý chí nói, ngược lại đối nàng trưởng thành bất lợi, ngược lại không như để cho nàng tự do tự tại hoạt động. Tiểu Thanh đại hỉ, ngạc nhiên mừng rỡ dưới, nhảy cỡn lên hôn một tí Diệp Thần gương mặt, hướng gà con mổ gạo vậy, mình gò má lại là một đỏ, nói, đa tạ ngươi, Diệp Thần ca ca. Diệp Thần cười nói, đi đi, nếu như đụng phải nguy hiểm gì, xé nát cái này đạo kim chương phù chiếu, ta sẽ hạ xuống giúp ngươi. Diệp Thần nham thần hơi thở hội tụ, hóa thành một tấm kim chương phù chiếu, giao cho Tiểu Thanh. Hắn tuy cho Tiểu Thanh tự do, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không quản. Nếu như Tiểu Thanh có nguy hiểm nói, hắn sẽ lập tức xuất thủ cứu giúp. Tiểu Thanh mừng rỡ cảm kích, nhận lấy phù chiếu, sau đó lắc mình một cái, hóa thành một cái chim xanh, ngồi gió ngự khí, đi trên trời cao bay đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn Tiểu Thanh rời đi. Sau đó liền một mình đi vô u khu. Vô u khu bên trong, còn lưu lại một ít mịt mờ hắc ám khí tức, cùng địa mạch tương liền. Những thứ này hắc ám khí tức, đã đặc biệt nông cạn, không đủ để sản sinh ra bất kỳ quái vật, chỉ là địa mạch linh khí một phần chia, là âm dương lưu chuyển một phần chia. Diệp Thần bước vào một phiến hắc ám sương mù bên trong, liền thấy một người đàn ông, cả người bị xích sắt nhốt. Chỉ bất quá nam tử này trên mặt. Nhưng không có chút nào chán trường vẻ, ánh mắt tràn đầy tinh thần, chính là Trần Nam. Trần Nam huynh, ta trở về. Diệp Thần mỉm cười nói. Ta biết ngươi biết tới. Trần Nam cũng là mỉm cười, hắn đã cảm giác được ngoại giới thiên cơ thay đổi,
biết Thiên Ngự Hồn Đế chết ở Diệp Thần trên tay. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng một chi lông vũ, đó là tự do rực lông vũ, phía trên dính Thiên Ngự Hồn Đế máu tươi. Cong ngón tay bắn ra. Lông vũ bắn ra, tia máu chém qua. Nhốt trước Trần Nam thân thể xích sắt không xiềng, lập tức bị toàn bộ chém cắt đứt. Trần Nam thoát khốn, khôi phục tự do, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Diệp Thần đem hắn đỡ, hai người nhìn nhau cười to. Trần Nam huynh, người sau này có vì sao dự định? Diệp Thần hỏi. Không biết, ta dự định trở lại Trùng Dương chân nhân bên người, nhìn một chút an bài đi. Trần Nam thở dài một cái nói. Người trước không hướng đạo đức thiên tôn bẩm báo sao? Diệp Thần nhướng mày một cái. Trần Nam thoát khốn, không đi gặp mặt đạo đức thiên tôn, ngược lại trực tiếp gặp Trùng Dương chân nhân, rõ ràng không hợp quy củ. Trần Nam lắc đầu một cái, nói, không được, ta bảo vệ mồi lửa nhiều năm, ta phát hiện. Trưởng môn nhân ý chí, thật giống như đã ảnh hưởng đến mồi lửa tinh khiết. Dừng một chút, hắn lại giữ kín như bưng thở dài một cái, à, thôi, loại chuyện này, nhân quả liên lụy quá lớn, ta không dám nói bậy bạ, trước hay là tìm Trùng Dương chân nhân bàn một hai. Diệp Thần trong lòng rét một cái, xem ra đạo đức thiên tôn ý chí, đúng là có ăn mòn mồi lửa nguy hiểm. Liền Trần Nam cũng phát hiện đầu mối. Luân hồi chi chủ, người cẩn thận một chút đi, không chỉ là chú ý tử thần giáo đoàn trả thù, còn nhỏ hơn tim trưởng môn nhân hắn. Dẫu sao, trong truyền thuyết mồi lửa, cũng là luân hồi một phần chia. Trưởng môn nhân hắn, có thể đối ngươi sẽ có tâm tư khác. À, ta vừa lắm mồm. Trần Nam tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng lại không dám tiết lộ quá nhiều. Diệp Thần cười một tiếng. Nói, không sao, Trần Nam huynh, ta sẽ chú ý. Trần Nam gật đầu nói, ừ, vậy ta đi trước, ngươi đừng quên, nhớ bẩm báo trưởng môn, nội gián là Hồng Xuân Thu. Diệp Thần nói, ta nhớ. Trần Nam xoay người rời đi. Diệp Thần im lặng đứng tại chỗ, suy nghĩ muôn vàn. Lúc này, Hỏa Thần Thánh Thành trên quảng trường. Kết toán thời khắc đến, toàn trường bầu không khí nhiệt liệt, các khán giả xì xào bàn tán. Ở trên không trên bình đài các khách quý, xem Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Diệp Lâm Uyên, Nguyện Thiếu Người, Diêm Hành Thiên các người, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Nhưng người nào cũng có thể nhìn ra, bọn họ ánh mắt sau lưng vô cùng lo lắng. Tất cả người dự thi, tề tụ ở trên quảng trường, chuẩn bị kết toán. Làm người khác chú ý nhất, chính là Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên các người. Các nàng trước Diệp Thần một bước. Trở lại quảng trường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 420.